Mình sử dụng camera sao thì comment. Không cần comment, đừng không. Đâu cần camera sao cũng được, ok. Ok thì ta thiệt. Ủa sao quên? Ủa đang để camera. Ủa tăng sáng lên tí nữa. Tăng sáng hả? Ờ tăng sáng làm sao ra ta? Quên mẹ rồi. Ủa bởi đấy, cài đặt để tăng sáng. Mình chết sáng lắm rồi. Tăng thêm miếng. Tăng thì nó nhanh hết pin lắm. Mà cái này tao đang sạc pin đầy mà. Ừ. Hello mọi người. Hiện giờ mình đang ở một cái nhà hàng gì đây? Đây gì có? Caesar hả? Nhà hàng Caesar, thành phố Thủ Đức. Thành phố Thủ Đức hả? Yeah. Ok. Thì đây ở đây nhà hàng này rất là lộng lẫy và rất là lớn, quá trời lớn luôn. Cái này cũng khoảng 1 mẫu á. Phải không? Hơn hả? Này mày cầm đi mày nói luôn, mày có camera nữa. Chào mọi người. Được và mấy cái điều vòng này quay hết cái này thế. Rồi được. Rồi được. Rồi hôm nay dịp gần cuối năm cũng bố công gần về Mỹ, được những khán giả yêu thích, những người bạn ở Việt Nam hôm nay mời tới nhà hàng Caesar. Đấy, đây là những người em đây, rất đẹp trai, đâu quay nón đẹp trai quá. Hai anh em sao mà giống nhau thế? Dạ chung bác à. Chung bác, dạ chung bác. Chung bác phải không? À. À. Rồi rất đẹp trai, đặc biệt là đạo diễn rất là phúc tướng, tai mặt mũi rất là đẹp trai nha, râu dưới đâu quay nón rồi tai khuôn mặt rất là phúc tướng. Đây, hôm nay bố cũng được phúc tướng ha, may mắn là gặp được những người con ở Việt Nam thế này đúng không? Hôm nay đến đây. Đây. Bây giờ giới thiệu nhà hàng cho bố. Đây là các cô nhân viên. Trời ơi, tưởng nhân viên hàng không, tưởng là... giống nhân viên của Vietjet Air luôn. Cười. Ở đây là cá, các loại cá mú ở, nói chung thì có hết luôn. Cái này là bên bố về này, Alaska đấy. Tôm cua đồ Alaska này. Ồ, đó thấy không? Cái này là đi nửa vòng trái đất để về Việt Nam nha, chứ không phải là ở Việt Nam không có mấy cái loài này, ở Việt Nam chắc không có đâu chú ạ. Tôm Alaska này này. Con này con cá gì? À bên hả? À là cũng bên Hàn Quốc về đây luôn. Ừ. Trời ơi. Cá bò giá. Đây phải cá lóc không? Cá tầm. Cá tầm thì bên kia là cá trình với cá lăng. Cá lăng tầm với trình, bên kia cá trình kìa. Trình tự nhiên đó. Đấy. Đây con gì sống ăn. Chết bỏ. Ở Việt Nam là đúng nóng, nóng mới ăn thôi. Ừ. Sơi phải dính tay mới ăn được. Còn máu. Cái nhà hàng này lớn lắm. Có thấy nhà hàng này bên kia kìa, bên kia đường này. Một khu này mấy hecta đó. Còn sai xăm ở dưới kia kìa, đi thấy con đường kìa. Đây này, họp mặt này, công ty khởi nguồn này, thôi nôi này, bảo hỉ tụm lum luôn. Đập cưới xong rồi là liên hoan đấy. Có thể là cưới ở quê rồi đó, vào đây liên hoan đấy. Đây là Caesar này. Caesar. Nhà xây dựng đẹp ha. Đấy. Bên này à, đây là chiếc xe Lexus 570. Cũng luôn mà. Cũng luôn. À, chạy bên trái này ra bên này chỗ này là ra xa lộ Hà Nội đó. À, xe chạy cân được kìa. Đó là xe xa lộ Hà Nội á. Đúng rồi. À, đường quẹo trái thì ra Bắc mà đi phải vào trung tâm thành phố. Đây có cái là bố thấy không, ở Việt Nam thì nói chung là khung cảnh thanh bình, ai thích đi xe máy thì đi, thích đi ô tô thì đi, tùy, muốn tự do thì đi xe máy cho nó rộng rãi, muốn chui chỗ nào chui, muốn luồn lách hẻm nhỏ đấy. Xe máy cũng nhiều, ô tô xịn cũng nhiều, đường thì rộng rãi sạch sẽ. Bố thấy đường này rộng rãi sạch sẽ này. Đấy, đặc biệt là ánh đèn ban đêm nó sáng rực luôn, lung linh luôn, huyền ảo. Đấy. Ở đây thì có cái hòn Nam Bộ rất là đẹp. Các cái tiểu cảnh cũng rất là ưng ý luôn, đẹp luôn. Đấy. Tổ con cá này có này, suốt ngày cứ phun nước ra kìa. Đấy. Cá đây nhiều này, đây này, cá gì đây này. Úi dồi, cá này. Nó mua về để kia không có bụi nữa không? Cá này cứ bự không à. Đó, đây là cái thác nước, cái hòn non bộ nhân tạo. Nói chung là vào đây làm cho con người mình có cái khoảng không, có những khung cảnh để ngắm nghía thư giãn ha. Nó nhẹ nhàng ha. Đấy xây dựng, có thấy không? Đấy. Đây nhà hàng đây thì nhà hàng nào cũng đẹp. Nói chung Caesar cũng đẹp mà khu này nhiều nhà hàng đẹp lắm. Ở Trang Trịt đấy. Công trình bự luôn, cà phê cũng rộng bự luôn, nhà chùa cũng bự luôn. Nó công trình gì cũng khổng lồ luôn. Từng họ xây dựng chỉnh chu bố này. Từng cái gốc cây cũng được chăm chút này, từng cái viên đá đi lại này. Thấy không? Họ xây dựng đẹp không? Nói chung là hoành tráng. Đó, rồi kể cả con người cũng lịch sự nữa. Tất cả nhân viên rồi người để tới ăn uống đây. Đúng rồi, đây có máy phát điện riêng luôn đúng không? Đúng rồi. Phục vụ 24/24. Đấy, đấy, thấy chưa mọi người thấy không? Có nhân viên nước ngoài phục vụ này. Đấy. Có người bên Tây sang đây phục vụ luôn nha. Đấy. Có Tây phục vụ bàn này kìa. Đấy. Rồi còn bên này là khách Tây này, khách ngoại quốc này. Còn bên là nhân viên Tây phục vụ này. Đấy. Thế mình có đâu có phải là người Việt Nam đi ra nước ngoài lao động mọi người. Nhân viên phục vụ đó Tây luôn, cao to dữ luôn rồi, cứ bự không à. Rồi, bố đi sâu vào trong xem cái coi, trên kia lên lầu đó phải leo đó. chào bác thấy nhà này quá okay. Đi lên lung lung lắm. Mình vừa được đi ăn lại vậy, vừa được đi tham quan, giống như đi tham quan một khu du lịch luôn hả? Đây, đây. Rộng lắm, mấy tầng cơ mà. Đây nhân viên phục vụ cũng giống như kiểu Vietjet Air. Ồ, bên kia rộng quá trời rộng luôn. Mênh mông luôn. Bên kia là gì kìa? Tinh sợ, tinh tao. Là thực chất thì ở Sài Gòn ít khi cúp điện lắm, nhưng mà họ cũng phải đầu tư. Có sự cố gió bão gì gài cột điện như đấy thì có để mà phục vụ cho khách hàng chứ đâu thể để khách hàng gián đoạn được. Nói chung là phục vụ tận tâm tới nơi tới chốn luôn ha. Đấy. Ở đây nhân viên phục vụ con gái giống như kiểu nhân viên của Vietjet Air, và con trai thì nhân viên giống như kiểu một phi cơ. Đấy. Đấy, trong kia có những cái khu gọi là khu phòng VIP nữa, hầm rượu nữa. Đúng rồi. Đấy. Yeah. Tự do phải không? Ừ. Đấy, cái view mọi người thấy một cái doanh nghiệp, một cái nhà hàng xây dựng siêu khổng lồ, siêu to khổng lồ. Wow, siêu to khổng lồ à? Hello, mọi người nghe rõ cho cái like nha. Ừ. Máy bố cái máy này mạng của mình không đó? Ừ. Đây, ông chủ tới đây rồi. Rồi, anh Nguyễn. Rồi. Chơi về đâu? Dạ đi vòng chơi rồi. Này không này. Dạ. Ngắm đâu? Dạ cũng mới đi học vẽ về xong đi vòng chơi theo. Đi hả? Đi chơi cho bác. Đi nước rồi. Em ơi. Cho đi được. Trễ mưa. Rồi, cũng quay cho mọi người biết một chút về cái cảnh đẹp của nhà hàng này. Rồi, goodbye mọi người nhé.